Chiều nay, tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố đơn vị huyện Hòa Vang gồm các ông bà Ngô Xuân Thắng, Cao Thị Huyền Trân, Lê Hồng Cương, Huỳnh Huy Hòa có buổi tiếp xúc cử tri huyện Hòa Vang trước kỳ họp thứ 7 Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 10. Đại diện tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố đơn vị huyện Hòa Vang thông tin khái quát về những nội dung sẽ được thảo luận, bàn bạc tại kỳ họp thứ 7 Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 10 diễn ra trong thời gian sắp tới. Tại buổi tiếp xúc, cử tri huyện Hòa Vang kiến nghị nhiều vấn đề liên quan đến kênh mương nội đồng, một số hệ thống thủy lợi không còn hoạt động, khiến nông dân không có nguồn nước để tưới tiêu. Nhiều cử tri cũng phản ánh tình trạng xuống cấp của các tuyến đường giao thông nông thôn, gây ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống sinh hoạt, sản xuất của người dân địa phương. Đề nghị nên xem xét việc quy hoạch tuyến đường sắt Bắc Nam chạy qua xã địa bàn xã Hòa Tiến, nên điều chỉnh hướng đường sắt này dọc theo đường vô tốc để tách chia cắt các khu vực tại xã cũng như dần dần thoát lũ trên địa bàn. Nhiều cử tri cũng đề nghị cần có biện pháp khắc phục tình trạng ngập úng cục bộ mỗi khi mưa lớn kéo dài, tình trạng thiếu hụt các cột ATM rút tiền trên địa bàn xã Hòa Tiến khiến người dân, đặc biệt là công nhân gặp khó khăn vào mỗi dịp cao điểm. Số đông lao động là hiện nay là nhận lương qua thẻ ATM, chính vì vậy mà mỗi lần này đi rút tiền là cũng rất khó khăn, bởi vì hiện nay ra quận Cẩm Lệ thì mới rút được, đi 5-7 cây số như vậy thì rất khó khăn. Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố đơn vị huyện Hòa Vang ghi nhận và tiếp thu ý kiến của các cử tri, đồng thời khẳng định sẽ chuyển các vấn đề cử tri quan tâm đến các cơ quan chức năng để sớm có câu trả lời trong thời gian đến.